bình thường như mọi năm ấy, theo cái chu kỳ này ấy, thì là nó đã không còn dịch nữa. Nhưng mà hiện tại tình hình ở bên ngoài nó lạnh, nhưng mà trong phòng ấy rất là ấm áp. Có nhiều nhà người ta còn một điều hòa nóng cơ, nên muỗi vẫn hoạt động rất là nhiều trong phòng. Chính vì thế nên sợ dịch xuất huyết nó sẽ phải kéo dài thêm. Muỗi ban ngày làm sao mà giữ được, muỗi đốt nó cả một khu này, chỗ này là cái khu hoang. Thì bây giờ diệt thì bây giờ nó chỉ, nếu mà phun thuốc muỗi nó chỉ được mấy ngày, 7-8 ngày nó lại đẻ ra là như nào. Đổ đi thì chỉ cần cứ thường xuyên đổ đi nó ít muỗi đi. Thế còn phun thuốc nó chỉ được bao nhiêu ngày thôi. Cũng còn có những cái đối tượng người ta không đồng tình với cái việc làm của mình. Thế và có thể là người ta khóa cửa, người ta bỏ đi, hoặc là người ta cũng không quan tâm gì nhiều. Thế cho dù là sốt xuất huyết hay là dịch Covid cũng như vậy thôi. Khi chúng tôi đề nghị là phun xử lý cái tại nhà thì gia đình người ta nói là người ta tự phun rồi. Và hôm nay cũng xử lý lần hai thì gia đình người ta cũng không tham gia. Ở tại địa bàn dân cư thì người dân cũng chưa có những kiến thức trong cái công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và còn chủ quan lơ là, mặc dù là dịch bệnh ở trên địa bàn thành phố đang diễn ra rất phức tạp. Chính vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tại cộng đồng. Chúng ta ứng xử với dịch sốt xuất huyết như một sự kiện y tế công cộng khẩn cấp mà cần phải có những cái sự quyết liệt của từ thành phố đến các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn.